lộ 1A. Vườn nho. Đang trồng nho nè, nguyên vườn này đang trồng nè. Lúa. Lúa trổ bông sắp gặt. Miếng đất này nếu quy ra tiền cũng vài tỷ. Quốc lộ 1A. Nho mới trồng. Trời cũng đang chuyển mưa. Vườn thanh long. Sư thầy. Vườn này rộng hết, biết rộng luôn. Rộng. Còn cái vườn nho xanh lớn lắm. Thanh long rất rộng. Nho sữa. Không mày cắt, mày mua, mày ăn cắt, ăn được không? Không để chị cắt không được. Chị, dạ. Nho này mình ăn được không? Được, ăn hay. Chị cắt cho em chục phía ha. Chục phía ha. À, có vô đóng thùng cho em nha. À, chị đóng thùng như sao? Ý là mình có thích tự cắt không? Không. Rất đông du khách tham quan. Vậy. Ở đây là vườn nho đỏ. Nho sữa đỏ. Rất nhiều trái. Sai. Nó sai triệu quả. Ngọt quá. Mẹ.
cua nó mới ngon, cua đi. Hai chục ngàn một ký nho. Quay người chắc nho luôn đi. Liễu không có nè, Liễu ơi, ấm đi Liễu ơi. Rất sai trái. Nước xe trái. Nè đi theo thầy nè. Cái nhóm bên góc đó đi theo thầy nè. Rồi đồ mình đi qua đây. Rất đông du khách tham quan.